Vâng, và xin mến chào các bác. Chúng ta gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Vâng ạ. Ở clip lần này thì Hoàng Gia đang test một chiếc Omni Đờ Nông. Một chiếc Omni Đờ Nông của một bác khách ở Hòa Bình bác gửi xuống để Hoàng Gia Audio nhờ bộ phận kỹ thuật để sửa cho bác. Đờ Nông này là Đờ Nông 890D các bác nhá. Có cổng quang giải mã. Thì hôm nay thì cũng đã làm xong cho bác rồi, thì test với đôi loa AR. AR thùng thông mà hôm qua Hoàng Gia có giới thiệu đấy ạ. Thì nghe chất âm khá là hay các bác nhá. Thì bình thường ấy thì những đôi loa AR2 này thông thường thì ít ai ghép với Đờ Nông này, rồi hầu như là ghép những dòng Omni Mỹ cổ. Nhưng mà hôm nay thì tiện thể test cái Omni Đờ Nông để gửi cho các khách thì thấy chất âm nó nghe thì nó không kém mình Fisher cả, nên là thành ra Hoàng Gia cũng quyết định cái quay cái video này lên để chia sẻ thêm với các bác để những cái sản phẩm ngoài những cái Omni Fisher này hoặc những dòng Omni Mỹ cổ thì chúng ta cũng có thể ghép với những dòng Đờ Nông 890D này. Đấy, có thể ghép rất là hay. Thì mời các bác chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhé. Snap nữa chúng ta sẽ nghe được cái đầu băng cối nữa. Đấy, đầu băng cối này cũng là một bác khách gửi bảo dưỡng. Thì Hoàng Gia bảo dưỡng cho bác về phần cơ luôn, để cho nó chạy hoạt động ổn định các bác nhé. Thì nát nữa Hoàng Gia sẽ test cái chất âm của đầu băng cối. Thì bây giờ Hoàng Gia đang test chất âm của đầu CD. Đấy, Hoàng Gia đang nối với âm ni 890D đây. Mời các bác chúng ta cùng nghe một đoạn nhé. Chất âm khá là hay. Nếu mà ghép với Fisher thì đạt được điểm 10, thì với Đờ Nông 890D thì Hoàng Gia cảm nhận là nó phải được 9 điểm các bác nhá. Đấy, nó là 9 điểm rồi. Thì với những bác nào đang có những Đờ Nông này mà chúng ta không muốn đổi âm ni mà chúng ta muốn trải nghiệm chất âm của AR2 bánh bò bánh tiêu, thì các bác nên thử ghép để chúng ta thêm cái trải nghiệm, thêm những cái kiến thức để chúng ta có nhiều cái trải nghiệm hơn. Đấy, thì đây là cũng tiện thể thôi, thì Hoàng Gia cũng test cho các bác và cũng như là sẽ gửi các bác cái chất âm để chúng ta có cái nhìn nó khác đi một chút. Ngoài những dòng âm ni quen thuộc như Fisher, âm ni Mỹ cổ ghép AR thì rất là nhiều rồi, thì chúng ta cũng có thể linh hoạt hơn để chúng ta ghép thử với những dòng âm ni khác. Thì hôm nay thì chính vì test cái âm ni Đờ Nông này thấy chất âm nên khá hay, nên là Hoàng Gia cũng quyết định làm video này để có thể là vừa là thêm cái kiến thức cho mình và cũng như là để chia sẻ với các bác luôn, để cái cách phối ghép làm sao chúng ta không nhất thiết phải bỏ tiền ra để mua những dòng âm ni kia chẳng hạn. Còn chúng ta đang có sẵn những dòng âm ni này rồi thì chúng ta cũng có thể ghép và rất là ok. Và bây giờ Hoàng Gia sẽ test cho các bác cái đầu băng cối. Con băng cối này là con đầu băng cối 6300. Con này thì cái bệnh của nó là khi quay chiều ngược các bác này. Khi quay chiều ngược ấy, nó đến gần hết băng ấy là nó cứ chậm dần và tiếng nó cứ ê à. Đấy, nó chậm dần. Thì cái đầu băng cối những dòng băng 10 này, chạy băng 7 thì không sao các bác nhá, chạy băng 7 thì bình thường. Khi chạy băng 10 ấy nó nặng, nó băng nó nặng hai, nó gánh thêm hai cái xương nữa. Khi nó đến gần hết băng rồi các bạn, nó cứ chậm dần rồi nó dừng hẳn luôn. Khi nó chậm thì tiếng đồng nghĩa nó sẽ giảm theo. Thì cái này cũng đã xử lý xong cho bác rồi. Đấy, thì chắc chắn là những bác nào chơi đầu băng cối thì nhất là đầu băng 10 thì chắc chắn là sẽ cái trường hợp này sẽ gặp phải, hoặc thực sự đã có thể đã gặp phải rồi, hoặc là có thể chưa gặp phải nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có lần gặp phải. Thì Hoàng Gia cũng chia sẻ luôn các bác thì cái này thì cái xử lý cũng không có gì khó các bác nhá. Để mời các bác chúng ta sẽ cùng thử xem là Hoàng Gia đang cắm ở cổng AUX thì phải. Đấy. Đấy con này. Đã ngon rồi nhá. Chạy ok hết rồi. Dòng này nó lành, nó không có gì khó các bác nhá. Đấy. Nghe đầu băng cối AR cũng rất hay các bác nhá. Dòng loa thể hiện được cả tiết tấu chậm, nghe cũng rất là hay luôn. Chi tiết
trung rất sáng luôn. Đấy. Và có thể nghe là AR nghe băng cối đây. Chiều xuôi là chiều ngược các bác này. Giữa đêm khuya mặt trời buốt giá. Tiếng nó đều nha các bác nhá. Nếu mà tiếng nó có hiện tượng chậm các bác nhá, nếu mà đầu băng cối cho các bác bất kỳ một đầu băng cối nào cũng vậy. Nếu mà các bác nghe thấy hiện tượng tiếng nó bị chậm, tiếng nó ề à, nó chậm, thậm chí là nó có thể dừng hẳn luôn, không quay nữa thì đấy nó cũng là cái đang bị bệnh rồi, thì cái này các bác phải nên mang đi xử lý các bác nhá. Đấy, có nhiều cái đầu băng cối là quay chiều xuôi này, theo chiều này thì không bị. Đó, quay theo chiều ngược như này, Hoàng Gia đang quay theo chiều ngược này thì lại bị. Đấy, cũng nhiều bệnh nặng, cũng có thể là chiều xuôi bị nhưng chiều ngược không bị. Thì cái bệnh của nó thì không có cái nào giống cái nào cả các bác nhá. Nhưng mà nói chung là những cái dòng này thì nó cũng lành rồi, nó cũng không có gì phức tạp trong quá trình sửa chữa cả, và chi phí sửa chữa thì nó cũng không quá là tốn kém. Nên là tại sao những cái đầu tách này, đầu Akai thì nhất là đầu tách thì thông dụng thì anh em mà chơi cũng khá là nhiều, nhưng bởi vì là nó cái sửa chữa của nó, kinh phí sửa chữa cũng như là cái bệnh của nó thì nó cũng không có gì phức tạp, nên là thợ thiết người ta làm cũng không có gì khó. Đấy. À, thì đây. Nghe tin ngẩn ngơ một thương hai tiếng. Thì cái này thì nó là gần như là bảo dưỡng và kiểm tra lại một chút thôi, là có thể là xử lý ok được các bác nhé. Nhưng mà tất nhiên là những cái bệnh này thì các bác không làm được, khó, cái này phải mang thợ rồi chứ không phải đơn giản như nhiều bác nghĩ. Thì đây là những cái bệnh rất là đơn giản thôi, thì cái này thì đều xử lý được các bác nhé. 890DG này thì là 890D các bác nhé, con này là D và DG. Con này thì nó có là hai giải mã quang. Thì Hoàng Gia cũng chia sẻ với các bác luôn là những cái dòng âm ly này nó là dòng âm ly đời mới sản xuất là những thập niên 80 trở về đây. Nó có cổng giải mã quang thì gọi là dòng âm ly đời mới rồi. Thì những cái dòng này thì thông thường nếu mà nó bị bệnh thì nó cũng thợ thì cũng rất là, nói chung là thợ kêu là khó sửa các bác nhá, phức tạp. Sửa cũng không đơn giản, phức tạp. Thứ hai là những cái dòng này nó có mạch giải mã, nhiều khi nó liên quan rất là nhiều thứ, nên là cái tỷ lệ rủi ro khi mình sửa được thì nó rất là thấp. Đấy, ví dụ mình sửa được tùy ông bệnh. Có con này thì máy của bác ấy thì nó cũng cũ rồi, nó không phải là hàng bãi, nó cũ rồi, chắc bác dùng lâu rồi, nên là nhiều khi ấy là nó cũ quá thì sửa nhiều khi được cái nọ thì nó lại hỏng các cái khác. Đấy, nhiều khi nó rất là phức tạp, nên là nhiều khi là các bác cũng phải thông cảm với những cái máy mà nó đã cũ quá rồi ấy, nó đã xuống cấp rồi ấy, thì khi bọn em nhận sửa bọn em cũng rất là ngại, vì nếu mà mình sửa được cái bệnh này thì được một thời gian sau nó lại đổ sang cái bệnh khác. Đấy, thì nhiều rất là ngại, nhiều khi là sửa thì vẫn phải đảm bảo cho các bác, bảo hành cho các bác, nhưng mà nhiều khi nó khổ ở chỗ đó, nên là nhiều các bác phải thực sự là bác phải hiểu và các bác phải thông cảm. Đấy, con này nó bị nghẹt tiếng một vế này. Đấy, xong rồi nó nói chung là nó cũng vẫn là nắm bệnh vì con này nó cũ rồi, của bác ấy cũ rồi chứ không phải là cái âm ly bãi mới nữa. Nếu mà hàng bãi mới thì mình sửa thì nó nhàn hơn, thì nó không, cái tỷ lệ mà nó bị bệnh lại thì nó dễ ít hơn, nhưng mà riêng những cái máy nó cũ quá rồi ấy, thì quan điểm Hoàng Gia đồ ấy, khi có bác gửi máy về thì Hoàng Gia cũng sẽ kiểm tra, nếu mà máy nó cũ quá hoặc là nó cảm giác mà mình thấy tỷ lệ mà mình không làm được, hoặc có làm được thì những tỷ lệ thành công của nó hoặc là cái tỷ lệ ổn định của nó không cao, thì Hoàng Gia cũng sẽ trả lời các bác luôn, để là cái này tốt nhất là các bác không nên sửa, hoặc là nếu có sửa thì các bác chấp nhận sửa này, nó sẽ phải như thế này, phải như thế này, thì Hoàng Gia cũng sẽ chia sẻ thêm luôn cho các bác để trước khi sửa được không, Hoàng Gia cũng nói luôn đấy, và nó rất là ngại làm những con máy nó quá cũ, bởi vì có làm được thì có thể chạy chỉ thời gian ngắn được, từ sau nó lại bệnh khác hoặc nó đổ một cái bệnh khác nữa, thì nó khi rất là mang tiếng anh em thợ ra, thì Hoàng Gia cũng nói luôn là Hoàng Gia chỉ nhận những con máy nào mà còn đẹp,
máy chưa qua sửa chữa. Đấy, những máy mà đã qua sửa chữa chỗ nọ chỗ kia rồi thì làm cũng rất là ngại. Đấy. Thứ hai là máy nó phải còn cơ bản nó phải tốt một tí. Nếu mà máy mà nó kém quá thì Hoàng Dạ cũng sẽ từ chối luôn, không nhận sửa những cái máy đấy các bác nhé. Nên các bác thông cảm là nếu có gửi máy về thì các bác phải khẳng định cho em hoặc là chụp ảnh cho em để xem là cái máy qua một chút đã thì trước khi gửi về để tránh mất công của các bác. Vâng, cảm ơn các bác và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Bác nào cần tư vấn những sản phẩm audio này, thì liên hệ với Hoàng Gia Audio thì số điện thoại hotline của Hoàng Gia Audio là 0975884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá bán công khai và không bao gồm tiền ship ạ. Xin cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.